Xin chào toàn thể các sư huynh và sư đệ trên toàn võ lâm. Hôm nay thì đại sư huynh ta sẽ xin chia sẻ với các sư huynh, sư đệ và sư muội một vài một cái thôi. Đây là một trick cho phép biến chiếc iPhone chúng ta trông giống như là một chiếc máy chạy Android. Vâng, nếu nhìn vào tưởng đây là iPhone hỗ trợ 2 SIM và khai cắm thẻ nhớ. Tuy nhiên không, đây là iPhone xịn. Chiếc iPhone 5S hàng lốc này đã được Jailbreak sư huynh đã mượn tại Gia Trang Mobile City. Nếu các sư tỷ, sư muội và sư đệ muốn mua iPhone lốc có thể đến Gia Trang Mobile City.vn. Ở đây chuyên cung cấp các hàng lốc và đặc biệt 5S lốc bây giờ có khả năng sát thương vô cùng cao và mức giá rất là tốt. Bây giờ thì các sư huynh, sư tỷ, sư muội hãy cùng nhìn ở đây. Khi mà sư huynh kéo xuống từ thanh thông báo trạng thái, chúng ta sẽ có một giao diện đặc trưng của Android Lollipop. Giao diện này có thể tùy biến được nào là trình độ sáng nào. Đó, thấy chưa? Rất là bá đạo. Chúng ta có thể bật tắt được Wi-Fi, bật tắt Bluetooth, chế độ máy bay, location hay là đèn flash sáng lên. Đó, thấy chưa? Với công cụ này vô cùng là tuyệt vời và thanh thông báo trạng thái đặc trưng của Android đã được đưa xuống nền tảng iOS. À chết, đưa lên. Và chúng ta có thể thấy là các thông báo sẽ hiển thị ở đây. Nhưng vì ở đây nó không có bất kỳ thông báo nào, nó sẽ trống trơn. Chúng ta sẽ có một phím xóa hết. Các sư huynh, sư tỷ và sư muội có thể thấy rằng đây là một giao diện rất đẹp và đặc trưng của Android vô cùng là bá đạo. Bên dưới các sư tỷ sẽ thấy ra chúng ta có 3 phím điều hướng, đó bao gồm phím back. Mọi người sẽ có một phím home và cuối cùng là một cái phím đa nhiệm. Thôi sao phím back thì đôi khi nó hiệu quả không cao cho lắm. Bấm thì nó cứ bị đần mặt ra. À, cái này nó giống như kiểu là một phím chức năng chuyển qua lại giữa hai ứng dụng chứ không phải là phím quay trở về màn hình trước. Như vậy là khi ta bấm phím back nó sẽ chuyển sang setting, bấm phát nữa thì chuyển về cái ứng dụng bàn phím của gọi, và đây là phím home và đây là phím đa nhiệm mở ra thanh đa nhiệm nhanh. Các sư đệ sẽ thấy rằng là khi mà ta vào ứng dụng, ba phím cảm ứng này sẽ tự động nhô lên một chút để làm cho cân đối. Tuy nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến cái tổng thể giao diện chính, là thành ra cái biểu tượng contact sẽ nằm đè lên cái phím gọi màu xanh. Sau khi đó nếu chúng ta mở phần music lên thì cái này sẽ có một vài cái nó bị nằm chồng lên nhau mà chúng ta không thể nhìn thấy hết được. Ví dụ như Safari sẽ bị mất đi cái dãy phím chức năng ở bên dưới, như ví dụ như là mở tab mới hay là pin ra màn hình home screen. Còn nếu mà chúng ta vào một vài cái phần mềm khác lại hoạt động rất tốt. Calculator thì cái này cũng bị đè đi này. Trong khi đó phần setting thì hoạt động rất là hiệu quả và không có vấn đề gì hết. Đây là một giao diện đặc trưng của Android. Ngay cả cái việc chúng ta bấm giữ cái phím nguồn để ra ba sự lựa chọn khác nhau thì nó cũng giống hệt Android. Chúng ta có bật tắt chế độ Airplane này, ta có thể tắt máy này, chuyển sang chế độ rung, chuyển sang chế độ tắt âm, bá đạo chưa? Và khi mọi người thấy rằng sư huynh bật tắt âm lượng chúng ta tăng giảm, nó còn chuyển thành thanh thông báo giống hệt với của Android chứ không phải là của iOS mặc định nữa. Trên cái giao diện này thì chúng ta có rất nhiều sự lựa chọn và tùy biến khác. Nếu mà chúng ta bấm giữ một lúc trên màn hình home screen, nó sẽ ra cái trình đa nhiệm của mọi người được luôn. Và đây là một cái ứng dụng, một cái trick thì đã được cung cấp hoàn toàn miễn phí trên cd.vn. Các sư huynh, sư tỷ và sư muội có thể cài đặt rất là dễ dàng. Trick này có tên là AndriOS. Với cái sự kết hợp giữa Android và iOS lại với nhau, chính xác là mang giao diện Android lên các thiết bị iOS, chúng ta có rất nhiều tùy biến như là Action Bar, chính là cái phím cảm ứng bên dưới. Tùy biến về các widget có thể hiển thị được ngay trên màn hình home screen tương tự như của Android. Công cụ tìm kiếm nhanh Google Now, rồi thay đổi cái phím tắt vân vân. Cái công cụ này thì hỗ trợ rất là đầy đủ, tuy nhiên thì chúng ta chỉ demo dừng ở đây thôi. Tức nghĩa quan trọng nhất là thanh thông báo trạng thái có thể sử dụng được như Android. Các phím tắt cảm ứng ngay ở bên dưới sẽ không cần phải sử dụng phím home, dành cho các sư huynh, sư tỷ, sư muội sợ bị liệt. Hay là khi bấm tắt máy thì sẽ có những option tương tự như là của Android hiện lên ở đây, cũng như khu vực thông báo ngoài màn hình lock screen cũng đã thực hiện tương tự như của Android. Như vậy là hôm nay đại sư huynh đã chia sẻ với các đồng đạo chúng ta một cái trick có thể biến các thiết bị iPhone tương tự như là Android. Thậm chí nếu cài xong mà lừa các thím ở bên ngoài rằng đây là một chiếc iPhone 2 SIM hỗ trợ thẻ nhớ cho Android, có khi người ta cũng tin sái cổ luôn. Và cảm ơn Mobile City Gia Trang đã cho mượn sản phẩm thực hiện video này. Nếu các đồng đạo muốn mua sản phẩm iPhone, hãy truy cập website mobilecity.vn. Hiện nay đang cung cấp đặc biệt các sản phẩm lốc mức giá cực kỳ tốt, phích lỗi hoàn toàn 100% tương tự như phiên bản quốc tế, nên tội gì mà không mua. Hẹn gặp lại các đồng đạo trong video lần sau.